Dạ, Châu xin kính chào quý ông bà cô chú cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Dạ, giờ là cũng là buổi chiều á, dạ đang giờ làm. Châu đi rước bé Na. Tới giờ rước Na. Nay cũng không có khách á nên là đi rước Na được con bà khách à. Dạ xíu. Na ra rồi nè ông bà cô chú ơi. Nè thương bà cô chú, con đi học mới về. Khoanh tay Bà lại. cô chú con đi học mới Rồi đi về. Ừ. Mẹ buồn vậy nè. Mẹ mắc làm mà con mình mắc làm kiếm tiền mà con mình đâu có thời gian đâu cục càng. Hả? 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 Làm sao? Mình thế đi bộ nóng lắm. Nó muốn ở lại chơi mà nó không chịu về đó ông bà cô chú. Dạ hai mẹ con nay về tới quán rồi. Na đi muốn đi chơi không muốn về nhà. Mở cửa ra đi cục vàng. Dạ sau khi rước bé Na gì á thì Châu cũng nấu đồ ăn chiều. Hôm nay Châu nấu được cái nồi canh xương heo hầm với lại củ khoai tây, củ cà rốt với cải bắp cải Đà Lạt á. Châu nấu xong rồi, chín rồi. Qua đây thì Châu đang ghim cái nồi này gọi là trái thơm á, Châu ngào nó để ăn với cái nước chanh dây á. Hôm trước Châu có chia sẻ video đó thì có chị khán giả góp ý với Châu á nên là hôm nay Châu mua được trái thơm Châu làm. Mà không biết làm như vậy có đúng hay không nữa, Châu làm vậy đó. Rồi qua đây thì Châu có kho được cái nồi thịt kho khô. Là Châu lấy từ cái thịt xương heo á, nó nhiều quá nên Châu thẻo ra Châu kho một mớ rồi nấu canh một mớ. Dạ Châu đã chuẩn bị xong bàn ăn, có thêm một dĩa dưa leo với cà để chấm với thịt kho đó. Thì hôm nay ăn với hai món đơn giản của Việt Nam. Dạ thì Châu xin kính mời cả nhà cùng ăn với hai chị em Châu. Bé Na thì nó vô phòng ăn rồi. Cô Na thì cũng còn đang làm cái gì qua điện thoại á, chuyển tiền chuyển gì không biết thì cô kêu Châu ăn lần lần trước đi. Thì hôm nay Châu cũng không có để tiếng tự nhiên. Châu lồng tiếng vô cả nhà tại vì cấp này ở quán á ồn quá. Cái máy thả cá á, lúc hổm gà thì chú cũng không có thả nhưng mà mới mấy bữa nay chú thả cá lại đó nên là bật cái máy lên nên là nó cũng hơi ồn. Thì hôm nay Châu cũng muốn chia sẻ về cái chủ đề kiểu như cũng có chị xem kênh theo dõi kênh rồi thấy hoàn cảnh này cũng thương, chị cũng có quan tâm, chị hỏi là Châu đi làm như vậy giờ thì hai mẹ con Châu á có đủ sống hay không. Thì Châu cũng xin trả lời qua video chia sẻ để những cô chú anh chị em á xem cùng được biết. Tại Châu nghĩ những khán giả theo dõi kênh Châu thì rất là thương cái hoàn cảnh của Châu hiện nay nên là Châu nghĩ cũng có nhiều người sẽ quan tâm muốn biết á. Thì Châu xin phép chia sẻ qua video. Giờ thì lương á, mỗi tháng thì chú trả cho Châu. Rồi Châu cũng có làm thêm cái YouTube này nè thì nó cũng có thu nhập đó. Nên là bây giờ thì cái tiền thu nhập của Châu là nó Châu xài thì tiết kiệm thì nó dư cả nhà. Tại vì hiện giờ á, Châu cũng không có xài gì nhiều. Chỉ đi cũng như chi phí ăn uống của hai mẹ con. Rồi nhằm khi sắm giày mua giày cho Na chút đỉnh. Rồi chi phí đi thăm chồng. Rồi cho Na học thêm. Nên là cũng không có nhiều á, Châu xài tiết kiệm thì nó cũng dư. Rồi cũng như cái quần áo này kia thì Châu cũng bận đồ cũ rồi đồ của người ta cho từ mấy năm trước, rồi Hana cũng vậy. Lúc trước á, con gái cô Na cho rồi cái Châu để dành rồi từ từ Na lớn lên cái mình lấy ra mình bận. Rồi cũng có bạn cô Na cho đồ cũ của người quen đó nên là
Châu để dành cho Na bận nên là cũng không có tốn tiền sắm đồ mới, nên là cũng tiết kiệm được một khoản đó. Rồi thì chắc là cả nhà cũng sẽ thắc mắc tại sao ông xã Châu nằm viện như vậy á. Rồi tiền thì cũng tiền này kia đủ thứ, mà sao cái với cái thu nhập của Châu vậy mà Châu xài dư. Thì Châu cũng xin chia sẻ rõ hơn là những cái tiền như ở nhà này cả nhà, tiền chi phí tiền nhà, rồi tiền điện nước, rồi tiền bảo hiểm, tiền các cái khoản tiền mà đóng hàng tháng á, thì ông xã đã kiểu như thanh toán tự động á, là mỗi tháng là tự động thanh toán là qua thẻ, là qua cái tiền của ông xã, nên là Châu không có tốn tiền những khoản đó. Rồi cái tiền ở bệnh viện này kia, cái tiền giống như là cái những cái tiền phát sinh ở bệnh viện á, thì cũng là tiền của ông xã Châu dành dụm từ trước tới giờ vẫn còn á, nên là đang sử dụng, chưa có cần tới tiền của Châu, nên là cái thu nhập của Châu thì vẫn còn dư. Thì dư cũng chút đỉnh rồi Châu tích một ít ít á, Châu gửi về Việt Nam cho gia đình ở Việt Nam phụ tiền gạo, tiền đồ ăn chút đỉnh á, rồi còn phần lại thì Châu cũng để dành. Tại vì á ông xã Châu nằm vậy thì không biết đến khi nào, nên là tiền của ông xã tiết kiệm thì từ từ cũng sẽ hết. Châu cũng phải tiết kiệm để khi nào tiền ông xã hết á, thì cũng xài tới tiền của Châu. Thì nói tới đây chắc cũng có nhiều khán giả nói là tại sao tiền vợ chồng mà tiền chồng tiền vợ xài riêng. Thì hồi trước kia Châu cũng chia sẻ thì cũng có khán giả nói là sao mà ở Hàn á tiền ai mới xài, không có giống như ở Việt Nam mà vợ giữ tiền. Thì Châu nghĩ không phải ở Hàn, Châu nghĩ tất cả những cô dâu lấy người lấy chồng nước ngoài á, là đều vậy cả nhà. Tại vì á, người ta cưới mình á, giống như là người ta không có cái niềm tin nhiều nè, rồi nói chung người ta cũng lo sợ này kia đủ thứ, nên là mình vợ chồng thì thường xài riêng nó sẽ dễ hơn, và thường người chồng cũng không có cho vợ giữ tiền nữa. Châu nghĩ cũng có thể có nhưng mà rất là hiếm, mấy ngàn người không biết được mấy người á, nên là như vậy. Tại vì người ta cưới mình về thì nói cái Châu nói vậy thì chắc cũng nhiều người hiểu rồi ha, Châu không biết nói làm sao để cho nó giải thích cho cả nhà hiểu, nhưng mà đại khái là người ta không có tin tưởng mình nên là như vậy. Mà Châu thấy vợ chồng xài tiền riêng thì cũng hay, vậy nó thoải mái hơn, khỏi có mất công tính toán này kia đó. Thì thường người chồng nào làm có tiền nhiều á, thì thỉnh thoảng cho vợ tiền rồi vợ ơi tự xài này kia, vậy thì nó cũng dễ. Dạ thì Châu cũng xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú cả nhà rất là nhiều đã thương yêu gia đình và động viên gia đình và xem video ủng hộ để Châu có thêm thu nhập từ YouTube, nên là Châu cũng có dư khoản tiền á, chút đỉnh tiền. Thì Châu cũng sẽ cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm dành dụm để sau này cùng chung tay lo cho ông xã. Tại vì giờ ông xã Châu như vậy thì cũng cần rất là nhiều tiền cả nhà, nên là cái tiền của ông xã thì từ từ cũng sẽ hết, thì sau đó thì Châu sẽ dùng tiền của mình để lo cho chồng. Dạ thì hôm nay Châu làm hai món này á, cô Út thì ăn được cái món kho, còn cái món canh thì cô nói nó dầu mỡ nhiều quá nó ngán, cô ăn không quen, cô chỉ ăn được cái lá bắp cải Đà Lạt thôi. Cô nói là cái nước nó ngán quá, Châu nói là Châu vớt mỡ ra hết rồi mà tại sao cũng còn ngán á. Tại vì người Hàn á cả nhà, người ta nấu các món canh thì thường bỏ ớt vô, món nào cũng bỏ ớt hết trơn á. Mà cái món này Châu nấu thì đâu có bỏ ớt đâu, nên là cô ăn cô không có quen. Cô mới hỏi là giờ bỏ ớt vô canh được không, Châu nói thì cô muốn ăn thì cô bỏ vô thử, còn ăn không được thì cứ bỏ đi không sao đâu. Bữa nay ăn cơm với lại dưa leo với lại cái thịt kho với cà chấm ăn ngon quá trời ngon luôn,
Lâu lắm rồi mới ăn lại được cái món thịt kho khô nè, rồi chấm với dưa leo nó ngon. Dạ, chị em cho ăn cơm xong rồi cái rửa chén xong nãy giờ. Giờ chị bạn của cô Na lại, cái cô Na lấy cái dấu gà trẻ rủ chị ăn. Nhấy cái xíu. Cam sam đi ta. Chị cắt cái miếng bự chị cho ăn trước nè. Xin kính mời cả nhà. Ngon. Cái mùi y số bắc mặc si bê thê năm số bắc tốt cho đâm. Hay là số bắc mong cơ lê dễ xin mùi bắc của y số Echo cảm giác mê ta. Không sao tôi là Hà Na nó hứng nước cho gì nè. Gì này nhà không có máy nước cái một hai ngày cái đem cái bình lại đây xin nước. Cam sam đi ta nè. Gì tiếng 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 Thái đi, tiếng Thái là gì? Tiếng Thái là gì đó? Tiếng gì mà hổng gì vậy?고모 얘기했다. 하나 앞으로 엄마한테 소리 지르면 안 되고 정리 깨끗이 해야 되고 응? 찡찡찡찡만 이러는 거 금지다. 알겠지? 네. 또 그러면 하나 고모 또 이놈한디 고모 이제 안 봐줄 거야. 엄마 눈치 안 볼 거야. 네. 뭐야 이제 코디로 하나 말 잘 듣지 그지? 안 그러면 엄마한테 또 맞아. 네, 안 해? 네. 알았습니다. Good. 카쿵카. 카쿵카. 루아쿵카. 아니야. 카쿵카. Cô nó dạy nó là không có được nói là phải nghe lời. Không có được quạo quọ, không có được căng nhằn. Trong phòng là phải dọn dẹp. Dạ, ăn dưa hấu xong hồi cái dẫn Na đi ra công viên. Cái này không phải là công viên, cái khu vui chơi nè, cho Na chơi. Cấp này quán ít khách lắm. Cô Na kêu cho về sớm đi, cho nó thôi để dẫn Na ra đây chơi một xíu. Giờ 8 giờ 8 giờ trời hơi tối tối à. Sao bỏ dép vậy? Đưa dữ chà, cẩn thận nha con. Dạ, giờ 9 giờ hơn rồi. Cô Na quét nhà chuẩn bị về. Na đang ngồi ghi gì đây? Ghi số điện thoại hả?
Xuân Thọ ai vậy? À, Xuân Thọ có ba hả? Cha này của con, này của mẹ, cha này của bạn. Của mẹ đâu? Của mẹ tại. Gửi này của ai? Của cô. Của cô hả? Sao con biết? Của mẹ là rất. À, nó ghi số điện thoại cô, số điện thoại mẹ, số điện thoại ba. Mà Samsung cho mình. Hả? Samsung cho nó. Samsung có một. Samsung cho nó bốn. Cô mà Samsung cho nó bốn rồi á. Không là cô con nó phải lưu chứ. Dạ thì cái video của Châu tới đây Châu cũng xin tạm dừng. Hôm nay về sớm, xin kính chào ông bà cô chú cả nhà, xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ. Xin hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.